chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ thử là một món mà dạo này trên mạng xã hội đang hot rất là ghê gớm luôn. Cho nên là phải đi tới đâu mà lướt trang hay cũng thấy cái món này hết. Đó chính là món cà phê bọt biển. Khi mà ở đây, đây, đây và đây để cà phê bọt biển, món uống yêu thích của phái nữ, rồi hướng dẫn làm món cà phê bọt biển, rồi cà phê bọt biển bla bla bla. Thì hôm nay Dâu sẽ thử làm món cà phê bọt biển này và xem kết quả như thế nào nha. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Nguyên liệu sẽ gồm có một gói cà phê Nesquik nha, một bịch sữa tươi không đường, hai muỗng đường, ly để trang trí cà phê, một can nước sôi, một cái tô và một cái máy đánh trứng. Bắt đầu nhé. Tiên chúng ta sẽ bỏ cà phê đen vào tô. Cho 2 muỗng đường nhé mọi người. Mình sẽ bỏ hết cái dĩa này vô luôn nha, tại vì mình đã đông sẵn rồi. Mình sẽ bỏ nước sôi vào nhé. Lúc đầu mình sẽ bỏ ít nước sôi, đánh cho đều lên. Mình sẽ cho thêm một ít nước nữa nhé. Rồi mình sẽ dùng máy đánh trứng, mình sẽ đánh nha. Mọi người sẽ cho thêm một ít nước vô để đánh cho tới khi nào nó bông lên nha. Đẹp quá mọi người ơi. Nhưng mà như vậy thì chưa được nha, mình còn phải đánh cho nó bông lên y như là kem vậy á. Đã bắt đầu đẹp lên rồi đó mọi người. Đây là lần đầu Dâu làm món này á, tại vì Dâu thấy món này hit quá, cái Dâu làm thử. Vừa thấy cái công thức là làm thử liền luôn mọi người. Rồi để ai ngờ đâu mà cái kết nó hấp dẫn dữ vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm tra nha mọi người, xem nó đã bông thành kem hay chưa. Các bạn có thể thấy là nó sệt sệt như vậy là được rồi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành thành công rồi đó mọi người. Đây mình đã chuẩn bị một ly đá rồi đây. Mọi người thấy mình sang không? Mình chơi tới ly rượu luôn á. Còn mọi người là chỉ chơi ly cà phê bình thường thôi, không lại mình đâu. Bây giờ mình sẽ đổ sữa tươi vào nhé. Mình đổ sẽ gần đầy miệng ly nha mọi người. Để mình chừa chỗ cho mình bỏ bọt biển nữa. Để bỏ bọt biển vào nha. Đó. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Lần đầu mình làm nhưng mà cái kết nó đã thành công. Hồi nãy mình quên chừa một ít cà phê, mình rắc rắc lên cho nó đẹp ha. Chán ghê. Trời ơi, mọi người có thấy cái đồ đồ sánh của nó không? Y như là kem mà mình đánh ra vậy á. Mà thực chất thì nó chỉ là cà phê thôi, với lại đường thôi, với nước sôi thôi mà nó đã được như vậy rồi đó mọi người. Đây chính là thành quả của Dâu đây. Trời ơi, một ly cà phê bọt biển cực đẹp luôn mọi người ơi.
Công nhận nha, lấy cái ly rượu á, mà làm thành ly này á, ta nói gọi là xuất sắc luôn á mọi người. À, mọi người nhớ làm theo công thức của Dâu nha, đảm bảo thành công thì nó rất là dễ làm. À, cả chúc mọi người thành công với món này nha. À, cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu, nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào món tiếp theo.